Mỹ Vân và Việt Hoàng xin gửi lời chào đến quý vị đang theo dõi bản tin buổi tối của đài CBN trên băng tầng 18.14 cùng với những nội dung chính sau đây. Nổ bom liên tiếp tại Kabul đã ít nhất có 15 người thiệt mạng. Thủ lĩnh đảng xã hội Tây Ban Nha không giành được chức thủ tướng. Tổng thống Tunisia đã qua đời ở tuổi 92. Các công ty công nghệ lớn đối diện cuộc điều tra chống độc quyền của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ. Và sau đây, xin mời quý vị đến với phần tin thế giới. Mở đầu phần tin thế giới là bản tin nổ bom liên tiếp tại Kabul đã ít nhất 15 người bị thiệt mạng. Ba quả bom đã làm rung chuyển thủ đô Kabul của Afghanistan vào hôm thứ năm ngày 25 tháng 7 và giết chết ít nhất là 15 người. Các quan chức cho biết khi chủ tịch của tham mưu trưởng liên quân Hoa Kỳ đang gặp gỡ các quan chức hàng đầu của Hoa Kỳ và NATO trong thành phố, tám nhân viên của Bộ Mỏ và Dầu khí đã thiệt mạng và 27 người bị thương trong một cuộc tấn công vào xe bus của họ. Bộ này cho biết trong một tuyên bố, năm phụ nữ và một trẻ em nằm trong số những người chết. Vài phút sau vụ nổ, một kẻ đánh bom tự sát đã tự nổ tung cách đó vài mét, khiến cho ít nhất 7 người thiệt mạng và 20 người bị thương. Tại nơi xảy ra vụ nổ, nhân viên an ninh đã được nhìn thấy đang đi lại giữa tàn dư của các phương tiện và các tòa nhà bị hư hại. Nhóm Taliban chiến đấu để khôi phục luật Hồi giáo nghiêm ngặt sau vụ lật đổ năm 2001 của họ, dưới tay quân đội do Hoa Kỳ lãnh đạo đã nhận trách nhiệm về vụ đánh bom xe. Thủ lĩnh Đảng Xã hội Tây Ban Nha không giành được chức thủ tướng. Quốc hội Tây Ban Nha đã từ chối lời đề nghị của thủ lĩnh xã hội chủ nghĩa Pedro Sanchez cho chức thủ tướng vào thứ năm vừa qua, đưa nền kinh tế lớn thứ tư của khu vực đồng Euro vào con đường tiến tới cuộc bầu cử quốc gia thứ tư trong nhiều năm. Về lý thuyết, Sanchez phải chờ đến giữa tháng 9 để giành được sự ủng hộ của quốc hội. Nhưng đảng xã hội cho biết trong tháng này, họ sẽ từ bỏ việc cố gắng đưa ông lên chức thủ tướng nếu ông không thể thành công trong tháng 7. Và trước đó, đảng xã hội đã giành được lợi thế trong một cuộc bầu cử vào tháng 4, nhưng không chiếm đa số. Nó cần sự hỗ trợ của Unidas Podemos từ xa để được xác nhận nhưng hai bên đã không đạt được thỏa thuận về một chính phủ liên minh. Với tình hình hiện tại, Quốc hội Tây Ban Nha sẽ phải tiến hành cuộc bỏ phiếu khác vào tháng 9 tới đây. Kính thưa quý vị, Tổng thống Tunisia đã qua đời ở tuổi 92. Tổng thống 92 tuổi của Tunisia, Bezika Esabi, đã qua đời. Văn phòng Tổng thống cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Năm ngày 25 tháng 7, SFC đã được đưa đến một bệnh viện quân đội vào thứ Tư do tình trạng sức khỏe suy giảm khẩn cấp. Ông SFC là tổng thống đầu tiên được dân bầu ở quốc gia Bắc Phi này. Bouchkika SFC sinh ngày 29 tháng 11 năm 2026. Ông từng là một luật sư và được bầu làm tổng thống vào năm 2014 trong cuộc bầu cử lần đầu tiên sau cuộc cách mạng Tunisia. Từ từ 27 tháng 2 năm 2011 đến 24 tháng 12 năm 2011, ông giữ chức vụ thủ tướng Tunisia. Trước đó, ông từng là ngoại trưởng từ năm 1981 đến năm 1986 và xin nhắc lại, cuộc bầu cử năm 2014 đánh dấu giai đoạn cuối trong quá trình chuyển tiếp của Tunisia kể từ khi cuộc cách mạng được gọi là mùa xuân Ả Rập, lật đổ ông Zine El Abidine Ben Ali, tổng thống cầm quyền độc tài lâu năm ở nước này hồi năm 2011. Kính thưa quý vị, Cảnh sát Úc bắt giữ 15 quả cầu tuyết giữa đầy ma túy lỏng. Chính quyền Úc hôm thứ Ba vừa qua cho biết họ đã phát giác ra loại ma túy đá dạng lỏng có tên khoa học là methamphetamine trị giá hơn 700.000 Mỹ Kim được giấu trong một loạt các quả cầu tuyết tới từ Canada. 15 quả cầu tuyết chụp x-quang và cho kết quả là 7,5 lít dung dịch ma túy này. Lượng biên phòng Úc ABF đã cho biết và các quả cầu tuyết chứa ma túy cũng có các tượng con vật nhỏ bên trong, bao gồm là một con lama và một con gấu trúc và khi lắc chúng long lanh trôi nổi bên trong chất lỏng. Theo truyền thông địa phương, một cuộc điều tra tiếp theo sẽ được thực hiện bởi cảnh sát liên bang Úc Daniel Janopoulos, chỉ huy khu vực của ABF đã cho biết khoản đầu tư lớn vào công nghệ gần đây của ABF đã mang lại nhiều kết quả khả quan trong việc ngăn chặn các chiêu trò tinh vi trong buôn lậu ma túy quốc tế. Kính thưa quý vị, Quốc hội Indonesia đã ân xá một phụ nữ bị lạm dụng tình dục Quốc hội Indonesia đã phê chuẩn hôm thứ Năm ngày 25 tháng 7 ân xá cho một người phụ nữ bị bỏ tù sau khi ghi âm cuộc gọi điện thoại từ ông chủ của mình trong một vụ án gây phẫn nộ và cảnh báo rằng họ có thể khiến nạn nhân làm dụng tình dục sợ hãi. Sự chấp thuận của Quốc hội đã được đáp ứng bằng những tràng pháo tay vang dội khi bà mẹ ba con đầy nước mắt, bề Nuriel Magnun vẫy tay với các thành viên Quốc hội và truyền thông. Magnun, người đã làm việc tại một trường học trên đảo Lombok, đã ghi lại một số phần của các gọi, cuộc gọi điện thoại dâm dục từ hiệu trưởng của trường vào năm 2012 sau khi khiếu nại về vấn đề quấy rối tình dục. Và cô đã bị bỏ tù 6 tháng, bị phạt 500 triệu rupiah tương đương với 36.000 Mỹ Kim. Sau khi vụ việc được báo cáo với cảnh sát vào năm 2015, và sau thông báo, mặc Nôn đã kêu gọi những người phụ nữ khác bảo vệ quyền lợi của mình và lên tiếng chống lại quấy rối tình dục. Và xin nhắc lại, Indonesia là một quốc gia đa số Hồi giáo đông dân nhất thế giới và chủ yếu là bảo thủ. Trung Cộng và Malaysia nối lại dự án đường sắt khổng lồ. Kính thưa quý vị, Trung Cộng và Malaysia đã nối lại công trình xây dựng dự án xe lửa vành đai và đường bộ khổng lồ ở miền Bắc Malaysia vào thứ Năm vừa qua, sau khi bị đình chỉ một năm và sau một thỏa thuận hiếm hoi để cắt giảm chi phí gần 1 phần 3 xuống còn khoảng 11 tỷ Mỹ Kim. Dự án ban đầu đã bị hủy bỏ bởi Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad, người lên nắm quyền sau chiến thắng bầu cử gây sốc hồi tháng năm ngoái. Vào tháng 5 năm ngoái, khi ông tuân theo cam kết đàm phán, lại hoặc hủy bỏ các dự án lớn không công bằng của Trung Cộng, được người tiền nhiệm Najib Razak phê duyệt. Nhưng vào tháng 4, các đối tác thương mại thân thiết đã đồng ý tiến hành tiếp dự án đường sắt này với chi phí 44 tỷ ringgit, tương đương với 10,7 tỷ Mỹ Kim, và so với 65,5 tỷ ringgit trước đây, thì đoạn đường sắt dài 640 km này tương đương với 398 dặm sẽ kết nối Parkland trên eo biển Malacca với thành phố Kota Paru ở phía đông bắc bán đảo Malaysia. Kính thưa quý vị, bây giờ Mỹ Vân mong quý vị vẫn như nguyên băng tầng 18-14. Chúng tôi sẽ quay trở lại sau một vài thông tin thương mại bảo trợ cho đài.